Vào bên mình là Egypt Greek, bên họ là Minion AC, quần cân. Nhưng bên kia nói chung là họ vẫn thích. Nhìn qua thì vẫn yêu hơn. Nhưng mà con Mi One này lạc đà nó rất là khắc chém. Và con AC thì dân cái lợi thế dân nông dân di chuyển. Di chuyển thời điểm đầu rất là nhanh. Nó di chuyển nói chung là lúc đầu nó đã có một cái bánh xe, gọi là một cái bánh xe luôn rồi. Quân là 18, 19, 10 thôi. Chứ nó chẳng đều cân cả. Coi trận này cầm Mi One và AC được của Bell. Đó, như vậy tỷ số là 2-1 đều trận đấu thứ tư. Trận bán lề khoáng lên. Alonso nào. Bài ôm bên mình hiệu 4 thôi. Bắt đầu nhưng quả 6 cây. À 7 cây. Bắt đầu quả 7. À quả 6 chứ. Chính là quả 6. Bài có một voi nữa. Quảng lên nào. Một mày quá không chơi dần dần. Đấm chơi dần dần thì đúng hơi tù. Bài đôi voi. Thêm một bãi quả phụ nữa là tươi này. Rồi nhưng có quả phụ của bài mắc rồi. Sẽ thi đấu đi nào. Thôi cho dân về đi. Đã yêu máu cho nó về. Cố gắng lên. Và quýt bảo vệ bài cũng được. Nơi bên mình ở trận này 2 bài đều được này. Trận bàn lê. Cố gắng. Rồi, vậy là một vòi nằm xuống. Đảo qua mình cái quýt nào, báo về được biết được kiểu gì. Và cũng khá nhiều rừng đây rồi, có rừng rồi. Và một bác quả phụ, hoặc có một con voi phía xa thì phải, một con voi rất là xa. Đây rồi, lại thêm con voi đã tươi quá, đôi voi đi. Đang vẫy tai này. Vâng, như vậy là đứng một mình chứ không đứng cho cặp. Đúng con voi FA rồi. Ờ, xem Alonso chém trận này đi, bài Alonso trận này khá tươi. Đấy con xe giò xem gặp màu nào, màu một cánh nào, màu một ở bên mình. Thật ra Quýt đang để xe giò xem báo về xem gặp bóng mấy. Từ xem con vàng trong không, hình như có con bóng vàng trên thì phải. Màu 4 cánh này. Thế xe giò màu 4 AC. Có làm một turn, một giò, một T, one hit luôn nhà mình bạn không nhỉ. Quay về thế đánh 1. Báo về màu 4, bên kia là 20 và 22% thì phải. Đến rồi, một bài sẽ kích 9 sớm dành cho game thủ Alonso thế này. Hơi thiếu tí gỗ ở đó nhà điều kiện. BM nào. Vậy bài kích sang 10 mất rồi. Xin luôn con giò. Nó gấp công nào. Rồi, tuần này sẽ chọc chéo do cam quýt để cam quýt khỏe như thế này. Ra cái ruộng đi, ra thêm cái ruộng đấy đẹp. Ra ruộng lên.
Đi xe e nhá, cầm mít e nhá. Vâng, đường đi quá long hoàng. Chạy thẳng đấy. Đấy đấy, gặp màu hoa rồi kìa. Rừng cỏ vẫn đang ăn hoang đây. Vâng, rừng cỏ đấy đang ăn hoang bầy hươu và có một con voi này. Con giò đã công giáp đầy đủ cho Alonso. Soi dân à. Con đấy mà con đầu tiên đi máu. Làm dân rồi én ơi. Đỡ tốn máu. Ra thêm cái ruộng nữa nào, hay là thêm con nó con giò đấy đấy. Thêm BL2 như vậy là BL2. Hit and run. Xong con giò đi, xong con giò đi, xong con giò đi. Còn dân cứ để quýt hết dân từ này. Giò họ mới chỉ là giò homo thôi. Bắt được con giò màu 2 rồi, tươi quá. Rồi 2 lượt đều. Không không, không cần. Bảo nhận được thêm 100 thực nữa từ quýt. Ra thêm ruộng nào. Nhưng mà chỗ này dừng còi, giờ có con T đây thì mình đã có chém rồi. Con T này có nghĩa là vô hại. Rồi bắt luôn được con T. Ra thêm một hai cái ruộng nữa để có thể sóc được lờ đều. Khi mà lượng bãi quả và đồ ăn hoa mình đã hết rồi. Có cơ cầu cung luôn nhà lại không? Thêm một hai cái nữa e nữa là kín đấy. Và có một lạc đà sang sang Queen nhá. Con dân đi qua nó nhìn thấy bãi quả của mình đấy. Rồi quay về chém màu 4 đi. Màu 2 thì là yếu lắm rồi. Quay về đi màu 4 đi. Màu 2 ra rất nhiều ruộng này. Xem tham nó có thủ phù không. Thủ phù mình té luôn. Tên này để tí quyết đẩy cho. Quạt sang màu 4. Vậy lọt kìa. Ăn được 3 dân tên này. Màu 4 đây rồi. Còn một con dân nữa kìa. Một con dân nó vẫn hở kìa. Chỗ cái đấy. Cái ruộng ấy. Cái ruộng trên này. Đấy khung luôn nhà lại đỡ bị lọt một tên vào mất. Rồi như vậy kín nhà chỗ cái BM vẫn hở nhá. Tên này màu 2 yếu lắm rồi. Màu 4 để cung lên nhưng mình vẫn đỡ được tên này khi mà lượng chém ra rất là đều. Một bài 12 lờ đều và màu 2 đang chém thủ đứng thủ vãi vàng. Én thôi, té đi. Chờ quýt tí lên nó gì cho. Cam quýt đi. Tham lam là 34 trên bãi vàng đấy, chỗ bãi vàng rồi đấy. Đấy, bắn luôn lạc đà trước. Màu 2 vẫn chưa bánh xe tới này. Vâng, như vậy màu 2 khả năng tới này sẽ fit thôi. Alonso nào. Vẫn đang cần mấy màu 4 cánh này. Màu 4 đang di cung lên để lấy nhà của Alonso tới này. Én rơi bãi vàng đi, én nằm ở trong lành. Đỡ mất tham. Nhà mình khung rồi mà. Rồi quay chém về bắt được tên kia để quyết truy đuổi cho. Mà 4 tên này cũng chỉ có 6 con cung như này thôi. Ở đây mình có 5 con chém rồi, nở thêm 1 con chém nữa. Tên này quyết đang muốn di luôn lên sàn nhà của mà 4 ACN. Tham lang là 41 trên 56. Mà ai còn vác ra đây để đập, còn tới rồi. Tới rồi thì mút thôi. Mút thôi nào. Vâng, màu 4 đã chạy dần ruộng chính. Vâng, màu 4 ăn vàng làm gì đấy nhở? Hay là anh kích nhầm vào bãi vàng không biết. Hay khả năng tự đào vàng lên giáp 4 chăng. Rồi én thôi. Ra thêm vài cái ruộng đi. Không biết đôi bạn còn chờ gì nữa nhở. Timeline của Alonso vẫn đang 24-23 trên 40. Còn họ đang vẽ rất giáp từ này. Cần phải giữ tham tốt nào, để dân chốt kè lại nó đỡ đi ra. Quyết đấy cung kìa. Màu 4 vẫn đang rất đông cung nhá. Tôi đây không chủ quan đâu. Vẫn còn một kích nữa bên tầm 5-6 cung nữa bên nhà của màu 5 đấy. Họ đang muốn kéo về thì phải. Quyết đi, tham lam là 51 trên 52. Đốt sạch bóng ruộng nhà màu 4. Tham lam màu 4 cũng đang rất là to. Cần mới tham lam quyết thì phải. À, đồng số đang quản lại màu 2, màu 2 trận này. Khả năng có mỗi lạc đà đập cho trận. À, 2 con lạc đà. Cần phải đi tấn công này.
Vâng, giường cỏi vẫn đang có hai lạc đà. Các vân tái vào cái dân dân đào vàng nó kia. Quýt đứng lại bắn chết dân đào vàng đi, tội gì. Giật công này về một tí, bắn hết cái dân đào vàng nó đi. Ra đồn dụ tại chỗ BG này. Khi mà nhà BA mình đang đây, đào kia, đào kia, đào kia, đào kia. Kết hợp quân rồi. Tôi đang quýt luôn này, có quýt không? Vâng, vẫn chưa thấy quýt. Có đặt nơi chờ không? Tập trung bắn nguyên quân thôi. Vâng, vậy máu 4 vẫn có một khoảnh ruộng ấm ở dưới này nữa. Cầm phước cầm tuất để tốt để bắt được tôn cung này của máu. Vâng, bị đi sai rồi. Tỷ số là 2-1. Và một trận mà Alonso thời đầu chém khá tốt. Một giò một tê công lên chết mà màu 2 luôn. Quay về thế 2-1. Vâng, vậy quýt giò đâu vãi quả. Tên đấy mà tìm bãi quả sớm, bãi quả đấy thì lên rất sớm, cái bãi quả đấy khá xa.